Sưởng Gỗ Kim Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 23 tháng 11 năm 2020. Và trong video clip buổi sáng ngày hôm nay thì đơn vị đồ gỗ Kim Bắc xin hân hạnh giới thiệu đến toàn bộ quý vị và các bạn hai chiếc đồng hồ tứ trụ kiểu vát bằng chất liệu là gỗ Monaco và hương đá Lam Phi. Và sản phẩm bên tay trái màn ảnh quý vị đang theo dõi là sản phẩm chất liệu gỗ Monaco. Thì cơ sở chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của chú Long Cô Vân đến từ Lập Lệ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và bên tay phải màn ảnh quý vị đang theo dõi là sản phẩm bằng chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi. Sản phẩm thì được cơ sở chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Dũng, anh đến từ thành phố Thái Nguyên. Và để biết thêm thông tin chi tiết về bộ đôi sản phẩm này, nếu khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng cơ sở chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm cũng như phần công bố báo giá công khai để khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và bộ đôi sản phẩm này thì cơ sở chúng tôi hoàn thiện với đồng kích thước chiều cao là 2m27, rộng là 90 phân và sâu là 42 phân các bạn nhé. Và giá thành thì hiện tại cơ sở chúng tôi đang chào bán công khai với một chiếc đồng hồ bằng chất liệu gỗ Monaco hoặc là chất liệu gỗ hương đá Nam Phi thì giá thành hiện tại đang là 13 triệu đồng các bạn nhé. Và chúng tôi có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi thì rất là nhiều video clip chúng tôi đã giới thiệu về chất liệu gỗ, là một dòng gỗ có tính ổn định rất là cao, tom gỗ cực kỳ là mịn và những cái đường vân thở gỗ nó cực kỳ là tuyệt vời. Và sản phẩm được cơ sở chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7 và thiết kế thì gồm có 8 chiếc cột và toàn bộ cột là cột liền nguyên một khối và là cột chặt kim cương các bạn nhé. Và thiết kế là gồm 2 tầng lan can vát cong và toàn bộ các phần con tiện là tiện lục bình. Và hai bên hồi thì cơ sở tôi là thiết kế gồm có 2 cánh để khách hàng có thể thay pin cũng như là chỉnh giờ. Và toàn bộ hồi và hậu thì cơ sở tôi làm là hồi hậu liền các bạn nhé. Hồi hậu liền với tổng kích thước chiều cao từ đất lên đỉnh là cao 2m27. Đó. Mà khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái lớp sơn hoàn thiện thì cơ sở tôi đã hoàn thiện rất là kỹ càng và đục chạm thì cực kỳ là tinh xảo. Đục chạm rất là tinh xảo các bạn nhé. Về chọn gỗ chọn vân thì đã có video clip chúng tôi đã giới thiệu từ phần mộc thô về những cái sản phẩm đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi. Thì sản phẩm thì được chọn gỗ cực kỳ là lành sạch và lục lạc bằng chất liệu gỗ hương đá và cam kết với khách hàng là hàng không dính rác và 100% được chế tác là chất liệu gỗ hương đá Lam Phi. Và bên cạnh đó là chiếc đồng hồ Monaco thì cơ sở chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của chú Long Vũ Vân đến từ Lập Lệ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và cô chú có đặt cơ sở chúng tôi là một sản phẩm đồng hồ tứ trụ cột chặt hạt các bạn nhé, cột chặt hạt với cái đường kính là 7 phân. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ đưa ra mắt cái mẫu cột chặt kim cương với dòng gỗ là Monaco. Thì khách hàng nào quan tâm, yêu thích, muốn sở hữu thì có thể like và đăng ký kênh để chúng tôi sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới nhất để khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và hiện tại giá thành cho một chiếc đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ Monaco thì cơ sở chúng tôi cũng đang chào bán công khai với giá là 13 triệu đồng các bạn nhé. 13 triệu đồng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ tứ trụ kiểu vát bằng chất liệu gỗ Monaco với những cái đường vân thở gỗ nó rất là tuyệt vời và chất gỗ thì cực kỳ là cứng, đanh gỗ và nó chịu được thời tiết khắc nghiệt và hơn nữa là nó đem lại một cái sắc vân nó vô cùng là tuyệt vời các bạn nhé. Và phần phông vách chính thì ở phần đế thì chúng tôi vẫn là đục họa tiết hoa lan tây và toàn bộ các phần chỉ thì cơ sở chúng tôi là để chỉ trơn theo đúng yêu cầu của cô chú. Và sản phẩm thì được cơ sở lắp máy điện tử Sunny Hàn Quốc và toàn bộ các phần phụ kiện thì đã được mạ vàng các bạn nhé. Và cái phần mặt đồng hồ thì cơ sở chúng tôi là chọn mặt trắng để làm lổi lên so với cái màu của vân gỗ. Nó rất là đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm thì cơ sở chúng tôi đang chào bán công khai với giá là 13 triệu đồng. Và khách hàng có thể chiêm ngưỡng được lớp sơn hoàn thiện cũng như là những cái đường nét chi tiết của sản phẩm. Và khách hàng nào quan tâm, yêu thích, muốn sở hữu cái sản phẩm đồng hồ tứ trụ thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với sản phẩm tôi theo hai số điện thoại đó là 0968822040 và 0868822040. Và cơ sở của chúng tôi thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và khách hàng nào có điều kiện ở gần thì rất mong quý vị có thể bớt một chút thời gian để về trực tiếp tại xưởng để tham quan mua sắm. Và ngoài chất liệu gỗ Monaco và hương đá Lam Phi ra thì cơ sở chúng tôi còn sản xuất đồng hồ với chất liệu là gỗ gõ đỏ Lam Phi các bạn nhé. Rất là đẹp, sản phẩm thì là đục chạm tinh xảo và hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn GO7. Và hotline cũng như là hai số điện thoại để khách hàng có thể đăng ký đặt mua đó là 0968822040 và 0868822040. Và chúng tôi xin nhắc lại là cơ sở chúng tôi đang ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và khách hàng là có điều kiện ở gần thì rất mong quý vị có thể bớt một chút thời gian để về trực tiếp tại xưởng. Và bộ đôi sản phẩm này với đồng kích thước chiều cao là 2m27 và thiết kế gồm có 8 chiếc cột là cột liền nguyên một khối và là cột chặt hạt cũng như là cột chặt kim cương.
Và sản phẩm thì được hoàn thiện rất là kỹ càng và lắp máy điện tử Sunny Hàn Quốc. Và video clip của chúng tôi xin tạm dừng kết thúc tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau.